Các bạn có biết đây là cái gì không? Đây là cái bức tranh vẽ cái bản mặt tôi chứ gì nữa. Nhưng mà ai mà biết Facebook của mình á sẽ thấy quen lắm luôn á. Bởi vì cái bức tranh mà đẹp lộng lẫy hết sảy câu bà bảy này á là vẽ dựa trên cái hình avatar của tôi đó. Lại thêm một bức tranh xinh đẹp lộng lẫy nữa, được chụp bởi một cái nhiếp ảnh gia mà xinh nhất cái vũ trụ điện ảnh đường áo luôn á. Ấy nhưng mà cái trọng tâm á, câu chuyện nó không nằm ở đó. Trọng tâm câu chuyện là ở cái chỗ là cái bức tranh này à, nó nằm trong cái hộp này nè, được gửi tới cho tôi. Và trong cái hộp này là nó có thiệp mời premiere của phim Đôi Mắt Âm Dương. What? Trời, ta nói dễ thương biết nhiêu. Rủ đi xem phim á, mà gửi kèm cái ảnh thật ra, gửi kèm cái ảnh chân dung dễ thương vậy á, là mình ưng lắm đó. Sao giờ mình để tạm trên cửa sổ đi, bữa nào mà mình chuyển nhà mình treo lên tường xong. Ê mà ta thấy không ấy, mình để mình quay cái mặt mình ra ngoài đi. Ví dụ mà lỡ có con ma nào đứng ở ngoài nó dòm vô cửa sổ mình á, nó thấy cái mặt mình chắc nó không dám vô nhà đâu. Chuyện premiere phim á là chuyện tối hôm qua rồi, đông vui dã man luôn. Nguyên dàn sao xẹt tụ tập đầy nhóc hết á, nhưng mà ngáo tôi chỉ tham dự thôi chứ không có quay lại cho mọi người coi. Mấy cái clip này á là tôi mượn đỡ trên fanpage của phim Đôi Mắt Âm Dương á mấy bạn. Mà cũng không phải tại mình không muốn quay đâu, chủ yếu là tại lười. Mà cũng tại là lúc đó là đi chung với các nghệ sĩ, bị gom vô khu nghệ sĩ, đứng xung quanh toàn là nghệ sĩ không à. Mình móc cái camera rồi mình chỉ bên trái rồi mình chỉ bên phải, mình quay mình nói thì chắc sẽ có người cảm thấy không có vui, cho nên thôi mình lịch sự mình không có quay luôn. Rồi mà lại nhảy nãy giờ chưa vô vấn đề luôn, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là Đôi Mắt Âm Dương có những điều thú vị gì nhé. Đây là bộ phim chiếu Tết mà các bạn có thể tranh thủ xem các suất chiếu sớm ngay hôm nay rồi. Phim mang màu sắc bí ẩn, pha chút kinh dị, nhưng mà phần hù má là phụ thôi. Cái câu chuyện ẩn đằng sau mối quan hệ Tây Ba giữa Thu Trang, Quốc Trường và Bảo Thanh mới là cái gây tò mò, khó hiểu đó. À mà trước khi kéo chúng ta vào câu chuyện nhiều lớp lật tới lật lui muốn gãy cổ này á, phim cũng không tiếc đãi Tết khán giả với các phân đoạn cực kỳ dễ thương của Thu Trang và Quốc Trường nha. Hóa ra khi xưa là bà Thu Trang bà theo đuổi anh Trường theo kiểu máy bay lao thẳng vào phi công luôn á. Ta nói bà dễ cưng quá trời quá đất, kiểu Trang đẹp mua cơm cho Trường ăn nè. Nói sao mà Trường không đổ bà cho được. Huống chi đâu chỉ ăn cơm mà còn được ăn bò, ăn tôm đồ, rồi tà ăn luôn bà nữa. Trang còn có nhiều cái ngon lắm. Có thể nói những đoạn phim về thời xưa của hai người là phần tôi thích nhất cả bộ phim luôn, tính cả diễn xuất của cả hai nữa. Tiếc là nhà sản xuất đã giấu hết các phần đoạn này khá kỹ, không tìm được trên trailer hay là teaser gì đâu. Lục lõi miết mới tìm được một phân đoạn ngắn cho các bạn coi đỡ thèm nè. Còn muốn coi thêm thì ra rạp thôi. Sau này Trang sẽ không bao nguyên quán nữa, Trang sẽ bao Trường. Cái hài hước, thú vị của bộ phim còn đến từ tài năng của La Thành và nét dễ thương của dàn cast cao tuổi bao gồm chú Trung Dân, cô Ngọc Dâu và cả chú Hữu Châu nữa. Nhà thì không có ai hết á, mà nó phát nhạc, nó ca, nó hát. Chị, vậy cuối cùng Lisa ám nhà chị hay là nhà này vậy không? Họ là những điểm sáng thú vị, không chỉ cho phần 2 mà còn đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện nữa. Mà phần này tôi không có tiết lộ đâu. Nói đến vui vẻ thì quá trời rồi, còn nói tới phần drama thì đã có Quốc Trường cùng Bảo Thanh cân tim nè. Cô ca sĩ Bảo Thanh hát hay quá trời quá đất luôn. Tôi cứ nghĩ là cổ lòng tiếng á, nhưng mà sau khi thấy credit tên cổ trình bày luôn thì thấy quá nể. Cặp đôi Về Nhà Đi Con vẫn rất hot trong lòng khán giả và cả hai được đánh giá là rất hợp với nhau. Tuy nhiên là trong bộ phim này thì hai người đã đứng về hai phía khác nhau vì mâu thuẫn trong tình cảm rồi. Quốc Trường và Bảo Thanh trong Đôi Mắt Âm Dương sống đau khổ và nặng nề hơn rất nhiều, e là sẽ gây thương tiếc cho fan của cả hai anh chị đó. Đoạn cuối phim hé lộ nhiều vấn đề đã xảy ra khi Thu Trang dần nhớ lại chuyện trong quá khứ và sự thật về con ma đeo ám tất cả mọi người trong các phim này cũng dần lộ ra luôn. Nhìn chung thì phim có nhiều điều thú vị và hài hước để chúng ta giải trí trong dịp Tết. Phần kinh dị thì mình thấy không có nhiều đâu, nhưng mà mấy cô nàng trong rạp cũng bị dọa cho nhảy dựng lên mấy lần. Cái cách kể chuyện dần dần hé lộ bí ẩn theo thời gian bộ phim cũng khá ổn, tuy là còn vài điều chưa giải đáp được, chắc là tại thời lượng phim không cho phép đâu. Mùa Tết này á, thì tưởng đâu á, là không có nhiều phim Việt để coi, nhưng mà ai vậy là các phim Việt bất ngờ là công khai công phá phòng vé luôn. Ngoài Đôi Mắt Âm Dương ra thì còn có Gái Già Lắm Chiêu Ba, mà cái thiệp mời này cũng nằm trên tay mình luôn rồi nè. Đó thì ngày 20 này mình sẽ đi coi premiere cái Gái Già Lắm Chiêu Ba và sẽ về review cho mọi người nhé. Bên cạnh đó thì còn có 30 Chưa Phải Tết nữa. Bộ phim này thì tôi không có được mời, mà thiệt ra thì hình như là phim cũng không có tổ chức premiere đâu, vì nghe đâu á, là dính vấn đề gì kiểm duyệt gì đó. Rồi, cỡ mùng 6 Tết lại có phim Tiền Nhiều Để Làm Gì với sự góp mặt của anh Phước Sang và anh Hiệp Gà. Phim này ngộ nghĩnh lắm nha,
tôi cũng sẽ sớm có clip ha. Rồi, trở lại với phim Đôi Mắt Âm Dương thì là phim chiếu Tết cho nên tôi cũng chuẩn bị sẵn một cái trailer ngáo của Đôi Mắt Âm Dương vào dịp Tết để mọi người xem giải trí. Còn các phim còn lại á, miễn là thú vị thì ngáo sẽ xem xét dựng trailer ngáo cho các phim đó luôn. Tại vì dạo gần đây thì các bạn cũng than thở quá trời là sao ít trailer ngáo để coi quá. Thì giờ mình làm thôi. Rồi, chương trình tới đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh ngáo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.